xem UEFA Champions League như vậy mới là chuẩn, không cần chỉnh này. Yeah! Có anh em, có Henneken, không khí thể thao hưng hực. Để anh em có thể gặp nhau lúc 2 giờ sáng như vậy không phải là chuyện dễ đâu nhá. Khó lắm. Ấy vậy mà có trường hợp bị bạn gái không cho ra khỏi nhà. Chưa kể có nhiều người còn phải đi làm lúc sáng sớm nữa. Khó lắm. Cũng có những anh em bị bố mẹ không cho ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Yep. Giống như là Huy Mi. Ai, đây là trường hợp mà chúng tôi vừa giải cứu thành công đây này. May là cứu được đó. Thôi, vô. Yeah. Đúng rồi, nhìn xuống thấy mọi người chưa? Trời. Các bạn đừng có bắt chước Huy Mi nhá. Ok. Thật không phí công tụ tập cùng anh em để xem UEFA Champions League. Hãy chia sẻ với chúng tôi ý tưởng vượt thử thách, khuấy động cuộc vui bóng đá của bạn. Những ý tưởng đột phá bất ngờ và sáng tạo nhất sẽ có cơ hội nhận được những chiếc vé để tham dự đại tiệc bóng đá UEFA Champions League của Henneken và cùng xem trận chung kết cùng với Tuấn Hưng. Tại một địa điểm cực kỳ bí mật, các bạn đã sẵn sàng chưa? Yeah!